Tôi nói cảm xúc của mình như thế, và từ đó tôi biết được rằng
khi những người mà đã biết lắng nghe mình, nghe mình thật sự nghe cách cải đó, thì mình có quyền hy vọng rằng tất cả cái đó sẽ dẫn đến kết quả công tâm trong việc xem xét khách quan tổng thể của mình. Xin cảm ơn. Có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.